Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà. Có khỏe không? Buổi sáng sớm nha, mời cả nhà mình uống cà phê. Rồi mình cùng chia sẻ tâm sự chút xíu cho nó vui nha. Mời cả nhà. Quá ngon. Em phải uống cà phê này lắm. Cái cà phê này nó không có làm cho cái tim mình nó mệt. Lúc trước á thì em hay uống cà phê mà bỏ vào cái phin á, nhiễu từ giọt xuống, rồi cái bỏ sữa ông Thọ vô, rồi quậy lên bỏ nước đá vô uống, hoặc là uống nóng cũng được. Nhưng mà mỗi lần mà em uống cái cà phê đó, đó là cà phê đó là cái hộp mà vàng vàng ở trong cái chợ á, chợ Mỹ này bán nè. Thường thường á thì em hay mua cà phê ở Việt Nam, chẳng hạn như Trung Nguyên. Em về thì nửa gói Trung Nguyên với nửa hộp cà phê vàng ở Mỹ em pha vô, thì rồi em mới trộn lại rồi em mới pha trong cái phin. Từ ngày thấy bà xã uống cái này với bà già vợ uống thấy cũng lẹ, cho nên đầu để uống thử coi. Uống thì cũng ok, nhưng mà cái này nó dở một cái là chỉ uống nóng được thôi, chứ mà bỏ vô đá uống nó rất là dở. Rồi để lạnh một chút uống nó dở lắm. Thí dụ như cái cà phê mà Trung Nguyên mà pha với cà phê vàng vàng, cái hộp vàng vàng ở Mỹ á, như em nói á, mà nó có nguội đi chăng nữa thì uống vô nó cũng còn cái vị đậm đà của cà phê. Còn cái này cũng như gọi rằng là cà phê tiền chiến vậy đó, ha. Uống đại cho nó có một cái mùi vị vậy thôi. Trở về với cái cuộc chia sẻ của video hôm nay, thì hôm nay á mình có một chút gửi đến cho cả nhà của mình. Hôm qua có một cái phần bình luận, để mình nói trước cái phần bình luận trước đi nha, rồi mình mới vào vấn đề. Ngày hôm qua mình có một một cái phần bình luận này cho mình hỏi cả nhà, quý ông bà cô chú cũng như anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, coi cái phần bình luận này đến với mình và coi cái sự mà của đời con lai làm có quá đáng hay là không nha. Vì không biết quý ông bà cô chú mình còn nhớ là short video của bé Sophia, con gái của mình, một đứa trẻ nó rất là tự nhiên. Khi mà một đứa trẻ cái hồn nhiên gì, con của em á là đã coi những cái kênh YouTube, thí dụ như là Hằng Kali cũng đã coi rất là nhiều, rồi mẹ nó cũng coi, rồi tới tới mình coi thì mới vào làm cái chương trình của video của cô. Thì tới một ngày gần đây thì cảm thấy rằng là không muốn dính líu vô những cái câu chuyện đó nữa, ai làm được gì đó thì làm, cho nên mình mới rút lui, mình không có làm tới. Tình cờ thật sự cái này là cái mà mình nói thật sự trong lòng. Tình cờ hôm bữa đó Noel, cái cô làm chung trong tiệm của em nè, mới tặng cho cháu Sophia là con gái của em một cái hộp mà make up. Thì khi mà nít mà quý vị make up lên thì tự nhiên vậy đó, hai vợ chồng em đứng rình coi làm gì mà cầm cái hộp son phấn vô nhà tắm. Không biết quý ông bà cô chú mình có coi cái short video đó hay không. Cái tựa đề là em có đề rằng là con của Hằng Kali nè. Là lý do gì? Đó một cái sự trong sạch, một cái sự yêu thương của một đứa con nít vô tình. Thì mình mới quay định bỏ lên cái short video chơi. Thì con gái của em mới nói rằng: "Thấy không, thấy tôi đẹp không? Vì tôi đánh phấn tha son nè, tôi đẹp nè, như là Hằng Kali." Thì mình cảm thấy cái câu nói của con mình rất là dễ thương. Vì cái đó cũng đâu có đụng chạm gì tới ai phải không thưa cả nhà. Thì mình mới bỏ cái short video đó lên.
Thì ngày hôm qua thì mình có nhận vào được một cái phần bình luận trong cái video trước. Ngày hôm qua mình bỏ lên thì mình đã nhận được cái phần bình luận nói rằng là tốt hơn hết đừng cho vợ và con của bạn cũng như là kêu tên và nói tên của người ta. Cái này thì mình cảm thấy một đứa con nít thì cái sự tự nhiên, cái sự cảm mến của một đứa con nít, nó mến ai thì nó kêu người đó. Thì trong cái phần bình luận của một người vị khán giả này có nói với em rằng là tốt hơn hết tôi khuyên bạn đừng để cho vợ con của bạn nói tên của Hằng Kali trong cái những cái video đó. Mình cảm thấy rất là ngạc nhiên. Và mình cũng không hiểu là cái đó mình có cái lỗi gì hay là không nữa. Cho nên định hỏi với cả nhà của mình. Thí dụ như Sophia, con gái của em, chỉ là một cái vô tình. Thí dụ như sau này quý vị đang coi một cái kênh nào rồi quý vị không thích, rồi bây giờ con gái của em tự nhiên, con đứa con nít mà, nó đi nó đọc cái tên đó lên, rồi quý vị lại ghét một đứa con nít và ghét luôn cái kênh của Đời Con Lai hay là sao? Thì thấy nó hơi có một cái hơi vô duyên một chút. Nhưng mà em cũng tôn trọng cái lời khuyên. Em cũng nói đây là một cái sự mà dễ thương ngổ ngang của một đứa con nít. Chứ còn thật sự thì những gì nó đã qua thì không bao giờ nhắc lại. Cảm ơn bạn rất nhiều đã nhắc nhở. Đó là một cái sự mà của em đáp lại với cái sự chia sẻ của một người Mạnh Thường Quân đó. Thì em không biết là con gái của em nó làm như vậy có đúng hay là không, hoặc là em bỏ cái video đó lên bộ có một cái gì sai hay là sao mà một người khán giả này phải vào nói như vậy. Em thì thật sự không có thích đấu tranh rồi so đo rồi tranh chấp nữa, mệt mỏi lắm. Để cho đầu óc của mình nó vô tư đi, để mình chia sẻ những cái hay cái đẹp nó tốt hơn. Cho nên em không dính líu vào những cái câu chuyện đó nữa. Rồi, quý vị nhớ cho em biết cái phần bình luận của cái câu hỏi của em nha. Còn nếu quý vị không tin, quý vị cứ vào những cái phần bình luận trong cái video ngày hôm qua của em, thì quý vị sẽ đọc được với những cái mà phần bình luận của một người khán giả này gửi đến cho em. Trở lại với video hôm nay thì hồi nãy Đời Con Lai có hỏi là quý ông bà cô chú mình có coi những cái chương trình mà ở Việt Nam rất là nhiều cái câu chuyện. Cho nên em nói nhiều chuyện để mình chia sẻ chứ không phải có một chuyện mà để mình chia sẻ nha. Mình chia sẻ những cái gì mà không không nhức đầu, không đụng chạm đến ai thì mình nên chia sẻ. Cái câu chuyện này thì chắc có lẽ quý ông bà cô chú mình cũng hiểu là cô giao gì đó ở Việt Nam đó, không biết quý ông bà cô chú mình còn nhớ hay là không. Thì cô ta thì tóm sơ lại một cái câu chuyện để cho cả nhà mình nhớ. Thì cô ta thì đã trước đó thì cô ta đã có một đứa con riêng rồi. Sau này cô ta lại có chồng rồi có hai đứa con với một người chồng này ở ngoài Hà Nội gì đó. Thì cô ta ra ngoài làm dâu đâu cũng đôi ba năm thì bị một cái trận mà của người chồng này dã man đánh đập, đến nỗi mà lấy những cái kẽm mà móc đồ đó nha, hơ nóng ịnh vô mặt, ịnh vô da, vô thịt của cô. Thì cô lại bỏ con là trốn về nhà trong gia đình của cô. Thì cái chuyện đó thì cũng đã năm rồi, cũng đã lâu rồi. Thì bao nhiêu YouTube đổ xô về ngoài đó để ra tòa với cô, để cho cô ly dị cho nó tốt đẹp. Vì biết một mình cô đi thì cô sẽ bị đánh. Thì ở ngoài sau lưng đó thì đã có một cái đại gia cũng là đãi cho tất cả các anh em YouTube và
hỗ trợ cho các anh em để mà giúp cho cô Giao này hoàn thành cái thủ tục ly dị. Thì trong cái thời gian mà cô đã xong rồi, thì một thời gian gần đây, thì em mới nói đây là một cái thời gian gần đây, là cái thời gian mà quan trọng mà em muốn chia sẻ. Còn cái phần trước đó thì em chỉ nhắc sơ cho cả nhà mình biết, vì em cũng đã coi. Cái thời gian gần đây là có một Việt Kiều, đó cũng là Mạnh Thường Quân. Khi Mạnh Thường Quân này ở Úc, mà anh này thì tên Mẫn nha, anh này là anh Mẫn, anh ở Úc. Thì anh là một Mạnh Thường Quân, anh cũng đã coi trong những cái video của cô Giao này cực khổ Việt Nam. Thì có một cái em không có hiểu về anh Mẫn này nhiều. Vì thí dụ như bây giờ mình là một Mạnh Thường Quân thì mình chỉ đóng góp cho cái phần nào về ai để mà cho người nào người nào. Chứ anh Mẫn này đã tìm tòi và tìm đến để mà liên lạc chung với cô Giao. Thì đó là một cái phần mà Mạnh Thường Quân này gọi rằng cũng quá hơi đặc biệt, phải không quý vị? Thì một cái sự mà qua lại với nhau, thì cái sự không hiểu nói như thế nào, thì anh Mẫn này lại nói với cô Giao rằng là anh Mẫn có vợ có con, nhưng mà đã ly dị, đã không còn chung chăn chung gói và cùng chung giấc mộng với một người vợ ở Úc nữa. Thì không có còn ở với vợ nữa. Cho nên cái chuyện đó là một người độc thân không vợ, đã ly dị vợ, một người ly dị chồng. Và cô Giao này thì nói đúng ra thì rất là có nhan sắc, nói đúng. Cho nên người Việt của mình hay dùng cái câu là hồng nhan bạc phận thật sự. Cô ta thì nhìn thấy cũng đẹp gái lắm, chứ không có là tệ nha. Có ba mặt con, nhưng mà cũng có thể là quyến rũ được một phần trong nhóm của đàn ông mình nha. Thì anh Mẫn này là Việt Kiều Úc, anh qua Mỹ năm 85 nha quý vị, chứ không phải rằng là mới qua. Anh đã có tài sản cũng cứng lắm, anh có tàu. Nhưng cuối cùng á thì không hiểu sao mà anh lại liên lạc được với Giao. Thì hai người liên lạc được với nhau. Thì bây giờ em hỏi quý vị, không hiểu lý do gì mà cô Giao này á nói làm sao để cho anh Mẫn này gửi 15 triệu trong một tháng về cho cô Giao này, để cô Giao này lo cho con, cho sữa tả nha. Đó là một cái Mạnh Thường Quân mà đã có lòng bắt đầu yêu thương đến rồi. Câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn. Thì một thời gian thì gửi 15 triệu, thì cô Giao này lại nói rằng là 15 triệu lại không đủ, thì anh lại tiếp tục gửi 20 triệu nha. Cái thật sự là mắc cười cho cái cô Giao thì càng ngày thì lại lòi ra những cái gương mặt mà tham tiền của cô ta. Những anh chị mà ở Việt Nam đã làm YouTube, đã giúp đỡ cho cô ta, thì bây giờ cảm thấy mình làm giúp đỡ cho một người đã lỡ rồi, không biết làm sao để mà nói nữa nè. Cái đó mới là cái quan trọng. Vì mình giúp cho cô ta để cho cô ta thoát nạn, nhưng không ngờ rằng là cô ta quay ngược lại, cô ta lại lợi dụng những cái tình cảm của Mạnh Thường Quân khác là anh Mẫn ha. 15 triệu bây giờ lên 20 triệu quý vị, mỗi một tháng lên 20 triệu. Mà bây giờ đưa ra thì cái cô Giao này á không phải là thuộc loại là dân dừa đó. Cho nên á, khi mình giúp người ta, mình phải tìm hiểu người ta trước, mình coi coi mình nên giúp hay là không nữa kìa. Thì các anh em chị em làm YouTube ở Việt Nam thì lại nhào vô, vì thấy những cái chương trình này rất là tội cho một người phụ nữ vì đã có con như vậy. Cho nên khi bất cứ mình làm một cái gì, mình cũng phải nghe hai đầu. Khi mình nghe một đầu là mình chết. Chắc có lẽ anh chị này chỉ nghe có một đầu về bên Giao mà thôi. Thì khi mà làm những thủ tục ly dị xong, thì người chồng của cô Giao này phải vào trong khám
8 năm thì cô đã được tự do đem con về. Thì anh Mẫn là một người phải bán tàu. Bán tàu để mà lo cho cô Giao ở Việt Nam mỗi một tháng 20 triệu. Mà trong khi đó anh Mẫn là tâm sự với cô Giao nói rằng là anh đã ly dị vợ rồi. Anh đã bỏ vợ, anh không còn với vợ nữa. Nhưng mà thật sự trên mặt giấy tờ ở Úc thì anh vẫn là còn hôn thú với gia đình. Đó là một cái mà gọi rằng là tiếng Anh mình gọi là cheating. Bây giờ mình đừng có nói gì tới vấn đề của cô Giao. Mình nói về vấn đề của anh Mẫn đi. Mình đánh thẳng vào cái vấn đề của anh Mẫn. Nếu anh Mẫn á là một người mà sáng suốt, mà thông minh được, thì anh Mẫn không nên làm như vậy. Là điều thứ nhất, anh Mẫn có vợ, có con, có dâu, có rể nữa nha. Anh không phải là một người mà 30 mấy tuổi, mà anh không phải là một người thiếu về cái tình cảm phụ nữ đàn bà. Mà anh là một người Việt Kiều, mà anh đã có tài sản rất là lớn. Anh có tàu, anh bán tàu. Thì bây giờ em hỏi cả nhà, anh Mẫn này là người như thế nào? Anh chưa ly dị vợ mà anh vẫn tham. Anh về, anh qua lại với cô Giao. Khi anh về Việt Nam nha, anh về Việt Nam quý vị, anh dẫn cô Giao này đi xuống gia đình của anh. Thì gia đình của anh này á không có nói thẳng với cô Giao này, mà kêu anh này nói rằng là gia đình không chấp nhận cho anh quen với cô Giao. Vì có thể rằng là gia đình đã biết được cái nguồn gốc của cô Giao. Nhưng người Việt Nam của mình á thì thật sự mà nói ít khi nào mà nói thẳng lắm. Vì lời thật hay mít lòng, cho nên á người Việt Nam của mình á thì cứ đi vòng vòng trước cái đã, chứ không phải như người Mỹ. Hỏi tao không thích mày, tao nói thẳng tao không thích mày, không có như vậy. Còn người Việt Nam của mình, thí dụ không thích, nói cái người đó tôi cũng không qua lại gì nhiều, thí dụ như vậy, thì từ từ nó sẽ xé ra là biết là mình không thích. Cho nên á, cái người gia đình của anh Mẫn này đã biết được một cái gì đó của cái đời sống hoặc là cái quá khứ của cô Giao này rồi. Cho nên họ mới nói với anh Mẫn là không thích cho anh Mẫn qua lại với cô Giao. Thì anh Mẫn, trong cái đêm đó anh Mẫn buồn. Anh Mẫn mới nhờ một cái người mà cousin cũng như là bà con book giùm cho anh cái khách sạn. Thì khi cô Giao đến á, đón anh Mẫn ở phi trường, thì hai đứa con của cô Giao gửi cho bà ngoại. Cho nên cô Giao một mình mà đi gặp người yêu thôi. Thì anh Mẫn tưởng rằng là cuộc tình thứ nhì của anh nó đã đạt được theo cái ý muốn của anh. Nhưng mà quý vị biết, khi mà gia đình của anh Mẫn không đồng ý thì hai người lại vào khách sạn trong cái đêm đó để rồi tâm sự và nói chuyện để hiểu biết với nhau. Thì ngày hôm nay thì nghe tin là vợ của anh Mẫn ở Úc đang nằm cấp cứu vì bà ta không thể nào chấp nhận được một cái sự mà quá xúc động đến với bà ta. Mình á là một người đàn ông, là một người trụ cột, phải không quý vị? Thí dụ như mình không thương thì một lời nói cho nó xong, chứ có đâu mà mình phải làm những cái chuyện mà nó trái với lương tâm. Vì dù sao chăng nữa mình cũng có con, mình cũng có dâu, thì họ coi mình ra cái gì? Rồi đã như vậy mang cái lời đi ra để mà nói xấu vợ để cho đạt được lòng
của người phụ nữ khác. Thì cho nên hồi nãy em có nói là nghe phải nghe hai bên, nghe một bên là chết. Vì cô Giao này chưa có đối diện và không biết cái sự thật ở đằng sau lưng của anh Mẫn như thế nào. Cho nên tin hết những lời của anh Mẫn nói. Ha. Cho nên anh Mẫn chỉ dùng hết những cái lời mà tất cả những cái lỗi lầm gì anh đổ hết cho một người vợ ở Úc. Thì Việt Nam của mình có cái câu Giao là bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Đó là một cái câu mà của anh Mẫn này đang dùng, của quê nhà của mình. Tại vì á, anh nghĩ là không ai biết nếu anh không nói. Nhưng mà cộng đồng á, trong thế giới của chúng ta hiện bây giờ, của thời đại 4.0 này, rất là thông minh và sáng suốt. Khi quý vị không làm thì không ai biết, trừ ra mà quý vị làm thì sẽ có người biết. Cho nên á, cái câu chuyện ngày hôm nay á, là Đời Còn Lại chia sẻ về vấn đề của anh Mẫn và cô Giao ở Việt Nam. Thì kế đây thì Đời Còn Lại sẽ theo dõi cho cái cuộc tình của anh Mẫn tiến hành như thế nào. Và hiện bây giờ thì rất là nhiều anh chị em làm YouTube mà binh vực cho cô Giao ngày xưa. Bây giờ thì làm như vậy cũng tội cho các anh chị ở Việt Nam đã đứng ra một thời đã binh vực cho cô Giao này. Mà bây giờ cuối cùng lại thì cô Giao tìm hiểu ra cô Giao không phải là một người mà họ đã suy nghĩ đến, dứt khoát phải binh. Đó, cho nên bây giờ cái câu chuyện của anh Mẫn và cái cô Giao này á, thì Việt Nam bây giờ cũng đang lùng xùm nhiều lắm. Còn rất nhiều chuyện chứ không phải là cái chuyện này không. Cho nên á, Đời Còn Lại chỉ chia sẻ tới đây, vì cũng đã đến giờ chuẩn bị mở cửa rồi. Thì mình tạm dừng cái video hôm nay. Quý ông bà cô chú của mình nhớ cho Đời Còn Lại biết cái phần bình luận, và Đời Còn Lại có thể làm những cái chương trình này, hoặc là cho mình biết cái bình luận của con của mình, của Sophia hồi nãy có kể là bé nó làm như vậy đúng hay là sai, hoặc là mình bỏ cái video đó lên sai hay là đúng, để mình biết rút cái kinh nghiệm về sau. Và những gì một đứa con nít mà, phải không, nó thấy cha nó nói về hàng kali nhiều thì một cái lời cũng như là trong lòng nó thốt ra thôi, chứ thật sự không có chê bai, không có mỉa mai gì ai. Mà người khán giả này khuyên những lời đó có đúng hay là sai. Xin chào cả nhà của mình, hẹn gặp lại video kế tiếp nha. Rồi cuối tuần, chúc cả nhà của mình một ngày cuối tuần hạnh phúc, vui vẻ, bên gia đình, nhớ nấu ăn. Đời Còn Lại chuẩn bị khổ rồi. Ngày 20 mấy này á, là 23 này là bà già vợ về Việt Nam rồi. Bà ta thì cũng sáu mấy 70. Bà có nói nếu mà bà khỏe thì bà qua trở lại, còn nếu mà bà không khỏe thì chắc bà ở Vĩnh luôn. Thì bà qua đây cũng 10 năm nhưng mà bà chưa có quốc tịch, cho nên cuộc sống của bà bển cũng ổn định chứ không có ấy. Thì bà định về bển ở luôn đó. Thì để coi nếu mà bà mà về bển ở luôn thì Đời Còn Lại phải xuống bếp trở lại rồi. Tới chừng đó thì em sẽ nấu ăn mỗi ngày. Chắc phải chia sẻ và hỏi cả nhà của mình có phải nấu cái gì nữa đây nè. Đó. Rồi nha, xin chào, hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.